ơi, con sao vậy? Má đây mà. Má là má của con đây mà. Mày định giết tao hả? Trời ơi, con tôi, sao con trở nên như vậy hả Hạnh? Sao lại mê sảng như vậy hả con? Ai là con của bà? Định dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ tao rồi ăn thịt tao hả? Không dễ đâu. Nói cho mày biết, tao là Quan Âm. Quan Âm là tao đây. Hạnh, bình tĩnh lại đi con. Danh á, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Người đang muốn giết ta sao? Mau mau hãy tránh xa ta, yêu ma tà đạo. Giết người uống máu tôi, thật là quan gớm ghê. Con gái tôi sao vậy nè? Bao nhiêu người ở chốn dương gian chịu muôn ngàn đau khổ, ta diệt trừ yêu nghiệt cứu chúng sanh. Hạnh ơi, con bị trúng tà phải không con? Nè, người mau hãy theo ta về thiên đình thọ tội. Tội lỗi của ngươi vô cùng nghiêm trọng, không thể nào dung tha. Hạnh ơi, Hạnh ơi, ngay cả má con cũng không nhận ra sao Hạnh? Người thàn khóc, khóc ai đây? Sao dòng lệ lệ cứ tuôn rơi, phải chăng người mang nỗi đau đời? Hạnh ơi, má đang đau lòng vì con đó Hạnh à. Loài yêu nghiệt mà cũng biết đau khổ nữa hay sao? Con ơi, sao con gọi má là yêu nghiệt hả? Yêu nghiệt. Yeah. Mày còn bước tới, tao giết mày. Tao giết mày. Trời ơi. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ của nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin mẹ hiện linh hãy cứu độ cho con của con. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Loài ác quỷ như mày mà cũng biết niệm Phật nữa sao? Giả tạo, xảo trá. Tao là Quan Âm đây nè. Tao là Quan Âm. Tao sẽ thu phục mày. Tao sẽ thu phục mày. Chết rồi. Không được, mình sẽ đi nhờ hàng xóm đưa nó đến bệnh viện. Yêu nghiệt. Chạy trốn hả? Mày chạy trốn hả? Yêu nghiệt. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Hạnh ơi. Yêu nghiệt. Hạnh ơi, sao không lại? Yên. Mày định giết tao hả? Tao sẽ giết mày trước. Tao giết mày. Tao giết chết mày. Hạnh ơi, má đi mà con. Thả má ra đi. Giết mày. Hạnh ơi, má khó thở. Má mệt. Má mệt quá Hạnh ơi. Chết đi. Loại quái, mày định hại tao. Giết mày. Tao giết. Giết tao à. Chết đi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hạnh ơi, con có sao không? Tỉnh lại đi con. Con đừng làm má sợ nghe anh. Lỡ cô có mệt hay gì chắc má không có sống nổi đâu con ơi. Hạnh ơi. Giờ này mà nó vẫn chưa